Khởi nghiệp từ nghề kinh doanh online các món ăn độc đáo, tận dụng nguồn nguyên liệu của địa phương, đầu năm 2023, chị Bùi Thị Hải Yến đã mạnh dạn thành lập hợp tác xã sản xuất và thương mại dịch vụ Bản Việt. Hợp tác xã có 7 thành viên, tập trung sản xuất kinh doanh cơm cháy, các loại bánh tươi, thức ăn chế biến sẵn. Trong đó lấy sản xuất chế biến kinh doanh cơm cháy là chủ đạo để từng bước phát triển hợp tác xã. Hiện nay nhiều khâu trong quá trình vận hành hợp tác xã đã được số hóa, đặc biệt là kết nối, tiêu thụ sản phẩm. Các sản phẩm của hợp tác xã được bán trên website, Facebook, TikTok và các sàn thương mại điện tử. Qua các kênh này, nhiều khách hàng biết đến sản phẩm của hợp tác xã, phục vụ nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Tất cả những cái video đã đăng ở trên đó thì được tiếp cận rất là nhiều. Và đặc biệt là cái việc mà kinh doanh online thì là cái độ phủ và độ tiếp cận rất là xa. Có những khách ở tận trong miền trong, nhưng mà người ta cứ ngỡ là mình là ở gần người ta. Thì đấy nó là một cái yếu tố để mà cái việc online tiếp cận quảng bá được nhiều hơn. Với ý chí vươn lên phát triển kinh tế, nhiều thanh niên xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên đã mạnh dạn khởi nghiệp bằng những mô hình kinh tế sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình cho thu nhập cao và tiềm năng phát triển, góp phần tạo việc làm cho người lao động tại địa phương. Tuy nhiên, để phát triển hiệu quả và bền vững, họ vẫn còn gặp phải một số khó khăn về vốn, kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật, đầu ra sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện tại tôi đang phát triển hai mô hình. Đó là mô hình nuôi gà đẻ trứng thương phẩm và mô hình trồng măng tre măng lục trúc. Mô hình trồng măng lục trúc thì hiện tại là đang trồng thí điểm. Trong cái mô hình trồng măng lục trúc này thì hiện tại đang gặp nhiều cái khó khăn về cái nguồn vốn để phát triển cũng như là kỹ thuật. Những khó khăn vướng mắc của các đoàn viên thanh niên đã được các cơ quan đơn vị đoàn thể tư vấn, giải đáp về chính sách, tập huấn về phương pháp tư duy đổi mới sáng tạo, cách thức áp dụng chuyển đổi số trong quá trình lập nghiệp, khởi nghiệp. Từ đó từng bước tháo gỡ khó khăn cho các đoàn viên thanh niên trong nhiệm kỳ 2023-2028. Tỉnh đoàn Thái Nguyên đề ra chỉ tiêu phấn đấu hỗ trợ 2.500 ý tưởng sáng kiến của đoàn viên thanh niên được hiện thực hóa thông qua một số hình thức như hỗ trợ về vốn, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn chế độ chính sách. Tôi đánh giá cao về những cái mô hình hiện nay và cái chính sách hỗ trợ của nhà nước cũng như của tỉnh cho về cái phong trào khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên. Tổ chức đoàn thì đang triển khai nhiều những cái cuộc thi, ví dụ như cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đoàn viên thanh niên và học sinh sinh viên. Tại các trường đại học thì trung ương đoàn, trung ương hội sinh viên thì cũng tổ chức nhiều cái môi trường, ví dụ như là cuộc thi trí tuệ Canon T-Tech, Student T-Tech để thành lập các cái nhóm đội tuyển, các cái bạn yêu thích khoa học công nghệ, các cái bạn đam mê sản phẩm khoa học. Xu hướng khởi nghiệp thúc đẩy mạnh mẽ những hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, ứng dụng các kỹ thuật công nghệ vào sản xuất và đời sống của thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, đây là cơ hội để các thế hệ trẻ tiếp cận nhanh với công nghệ 4.0, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.